Vào những dịp lễ lớn trong năm như là Tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng, ngày Ông Công Táo, rằm tháng 7 âm lịch, lễ Vu Lan, nhiều người thực hiện phóng sinh. Theo quan niệm dân gian, phóng sinh chính là làm việc thiện và người phóng sinh sẽ được tích đức, nhận lại nhiều may mắn. Vâng, và cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người xem phóng sinh là một việc làm mà mình thường xuyên áp dụng, khuyến khích nhau cùng thực hiện bởi tính nhân văn. Bất kể ai phóng sinh cũng mang trong mình niềm tin là nhận lại được phước lành. Tuy nhiên thì có không ít người lại chưa hiểu cặn kẽ về phóng sinh cũng như là cách thức phóng sinh. Và ngay trong phóng sự sau đây thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phóng sinh thế nào để giữ đúng tinh thần nhân văn của việc làm này và cũng sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường. Phóng sinh là hoạt động phóng thích, giải thoát những loài sinh vật khác khỏi sự giam cầm, ràng buộc hoặc thoát khỏi tình trạng bị đe dọa đến tính mạng. Theo quan niệm của nhà Phật, phóng sinh sẽ mang lại nguồn phúc đức dồi dào. Người phóng sinh là người làm việc thiện và sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, giảm bớt nghiệp quả do chính mình tạo ra. Tuy phóng sinh được hiểu đơn giản như vậy, nhưng không nên thực hiện một cách tùy tiện. Việc giải phóng vô tội vạ sự sống của các loài sinh vật có thể gây ra những tác dụng ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và phước phần của người thực hiện. Chúng tôi cũng kết hợp cả với Sở Nông nghiệp, với Chi cục Thủy hải sản, cả trong cái việc phóng sinh, bảo vệ các cái tài nguyên môi trường, các cái sinh vật có thể nguy cơ bị hủy diệt. Thì có thể là hướng dẫn, ví dụ như là Phật tử thì nên phóng sinh những loại cá nào, những cái loại nào đang môi trường có thể nó tốt và những cái loại nào thì không nên phóng sinh. Thì cái đấy chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các cái cơ quan hữu quan cùng tuyên truyền và phát những cái tờ rơi, phát những cái tài liệu để cho bà con ý thức được cái việc đó. Ngay cả trong cái việc mình làm phúc nhưng mà cũng phải có trí tuệ, phải có sự phân biệt. Các Phật tử sinh hoạt ở chùa Kỳ Lân thường xuyên được dặn dạy về việc phóng sinh phải xuất phát từ tâm. Tùy tâm người làm, nếu tâm không thiện, suy tính điều ác thì phóng sinh theo trào lưu, chạy đua số lượng không hề có ý nghĩa, lợi ích gì. Ngược lại, phóng sinh khi sinh vật cần, khi vô tình bắt gặp, không toan tính điều chi, thì dù gì cũng vô cùng trân quý. Nếu nói về phóng sinh thì nhìn chung, nếu nói chung thì là tốt. Nhưng bên cạnh đó, cái gì cũng có, đều có mặt trái và mặt phải của nó. Có những, ví dụ, có những phóng sinh thì thả xuống là rất tốt, làm bảo vệ môi trường, bảo vệ cái sinh thái hoặc là nó sinh sản thêm. Nhưng có những loài chúng ta không nên phóng sinh, ví dụ như là cá chim, chim trắng hoặc là cái tôm càng đỏ, hoặc là cái rùa có cái màu đỏ thì chúng ta không nên, vì hoặc là cái ốc biêu vàng, đấy, thì một số vân vân thì chúng ta không nên phóng sinh xuống thì nó, thứ nhất là nó sinh sản quá nhiều, rồi nó diệt chủng loại. Các cái loại tôm, cua, cá quá là nhiều. Wow. Trước đây thì cũng cứ nghĩ là phóng sinh là phải đưa đến chùa, là phải cúng lễ hẳn hoi xong tay đi phóng sinh. Nhưng các thầy nói là nguyên cái thời gian mà mua về xong rồi chờ đợi thì có thể là làm cho một số con nó chết. Cho nên là nhiều khi là đi ra chợ thấy cái mớ nào nó tươi sống, nhỏ nhỏ nó tươi sống thì chúng tôi có thể mua và ra phóng sinh luôn. Thì đấy là cái tâm của mình. Phóng sinh là một lần nữa giải thoát, đem lại sự sống cho các loài sinh vật. Vì vậy, cần tìm hiểu về môi trường sống của chúng để xem địa điểm phóng sinh có phù hợp hay không. Ví dụ như cá nước mặn không thể sinh tồn trên sông, cũng như cá nước ngọt thì không thể sống ở biển. Phóng sinh muốn mang lại ý nghĩa phải chọn môi trường để các loài sinh vật có thể sống theo bản năng của chúng. Nếu phóng sinh tại môi trường mà sinh vật không thể sinh sống tiếp được, đôi khi lại vô tình gây thêm nghiệp cho người thực hiện. Cần lưu ý rằng có rất nhiều người chọn rùa làm sinh vật để phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều loài rùa như rùa núi Viền, rùa núi Vàng, nếu phóng sinh xuống ao, thường không thể sống hoặc ở lâu trong môi trường nước. Chúng đều sẽ chết sau một vài ngày hoặc một vài tuần. Thậm chí nhiều loài còn thuộc nhóm loài đặc biệt nguy cấp và được pháp luật bảo vệ. Chúng ta cũng không nên quá câu nệ trong việc chọn ngày để phóng sinh. Hãy cứ thực hiện một cách không hào nhoáng, phô trương. Thực hiện khi có đủ khả năng và điều kiện.